Trở lại với giờ thánh ca, thưa quý vị, thời gian vừa qua, Hoa Kỳ chúng ta chìm trong một không khí buồn bã, hoang mang vì bệnh dịch coronavirus. Cơn dịch này làm chúng ta chia rẽ không ít, các đảng phái chính trị vịn vào đó để đấu đá nhau, người dân cũng vịn vào đó để cấu xé lẫn nhau. Tình hình dịch chưa qua thì những ngày qua, quý vị thấy trên màn ảnh TV nào là lửa cháy, người chạy, đập phá, khóc la. Một hình ảnh không khác gì đất nước đang đi vào trong chiến tranh, hỗn loạn, hoang tàn. Người thì biểu tình, kẻ thì hôi của, thừa nước đục thả câu. Chúng đập phá các khu thương mại, đốt phá các nhà hàng, đập cửa đủ các loại tiệm để cướp. Những cuộc ẩu đã xảy ra, máu đã rơi và sinh mạng cũng đã mất. Chúa sẽ thế nào khi nhìn thấy chúng ta ngụp lặn trong sự hỗn loạn, đau thương, hận thù chia rẽ này? Chắc chắn Ngài sẽ buồn. Kim Thúy xin quý vị cùng hiệp ý với Kim Thúy trong nhạc phẩm Chắc Chúa Đang Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Văn Thức. Kim Thúy mời quý vị. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, bao gia đình lê tan. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, con xa mẹ, mẹ xa cha. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, vì Ngài luôn lắng nghe những nỗi đau tràn khắp lối, vì Ngài thấu mọi điều. Theo ý Ngài.
Thưa quý vị, theo ý định của Thiên Chúa ngay từ ban đầu là dùng Đức Mẹ để giúp chúng ta đương đầu với ma quỷ. Như trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, Chúa đã phán cùng ma quỷ rằng: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa con cháu ngươi và con bà. Ngươi sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ rình cắn gót chân ngươi." Người nữ này không phải là Eva mà là Đức Mẹ Maria. Người nữ này sẽ cầm đầu những người theo Chúa là chúng ta để chống lại ma quỷ. Người nữ này sẽ là tổng tư lệnh đạo binh con cái của Thiên Chúa. Bởi vậy chúng con xin mẹ hãy kêu giúp, xin cùng con mẹ thứ tha cho những lần chúng con đã không yêu thương và kính trọng nhau. Chúng con xin mẹ giúp chúng con noi theo gương con mẹ để những thành kiến và ác cảm sẽ không làm hại tâm trí hay trái tim của chúng con, nhưng sẽ được thay thế bằng tình yêu, biết kính trọng giá trị của mỗi người.
Thưa quý vị, ca sĩ Lý Mai Trang vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Phó Dâng Nơi Mẹ, một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Thánh Ca của chúng ta nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lời Chúa Đời Con vào tuần sau.